Hồi nhỏ thì con mắt có màu xám, lớn lên biến ra tận 3 màu. Nè coi kỹ, hồi nhỏ nè, cái tròng đen màu đen ở xung quanh là màu xám ha. Còn bây giờ lớn lên có tận 3 màu: xanh, vàng, cam cam, đỏ đỏ. Trong khi hồi nhỏ chỉ có cái tròng đen và màu xám thôi. Chứ hồi nhỏ xíu nữa mắt đại ca có màu xanh thẳm siêu đẹp, tự nhiên lớn chuyển màu xám, rồi lớn nữa biến chất 3 màu: xanh, vàng, cam cam, đỏ đỏ. Rồi con mèo lớn lên sẽ đổi màu con mắt. Mà tại sao lúc nhỏ hoạt bát dễ thương, nó khoái camera cực kỳ, thấy camera là làm duyên làm kiểu. Chắc lúc này đại ca nghĩ cục phân ở trên mũi mình là hàng hiếm độc lạ cho nên gắn khoe. Còn con vui nè, hồi nhỏ nè dễ cưng, mà lớn lên má ơi, tao nhìn mày tưởng mày ông ngoại của anh mày không. Đây cái đứa già thứ nhì là con mèo, lớn lên ánh mắt như kiểu cả thế giới đều có tội với tao, tại mẹ tao đẻ tao ra xấu quá, tao hận cả thế giới. Mà mặt của mèo hồi nhỏ thể hiện sự nguy hiểm rồi, lớn lên cũng không có gì ngạc nhiên, mà như hồi nhỏ xấu hơn bây giờ đúng nhớ đó. Con đại ca chuyên gian hiếp con quạo, tại con quạo nó ốm yếu cũng chịu cao bằng bằng đại ca, mà khi lớn lên đâu có dám ho he gì với con quạo đâu. Nè cảnh lúc nhỏ thấy con quạo ở đâu giật chỗ đó, mà khi lớn lên xếp da với con quạo. Nó hồi nhỏ vậy đó. Còn lớn lên vậy nè, nằm là phải luồn cuối như vậy nè. Là hồi đó quýnh nó nhiều quá vậy nó trả thù bất cứ lúc nào. Rồi mỗi khi đi ngủ là đại ca sẽ chui vô chuồng chứ, rồi giơ cái tay kiểu như giăng cái võng lên, chỉ ngủ trong ổ của mình thôi chứ không có ngủ ngoài nha. Lúc này khế ông ngoại rất là đẹp trai, còn trẻ chưa có già như bây giờ. Ủa sao chưa con nào vô ngủ tao hết vậy? Ê ngủ mình sợ ma nha. Con vui quá trời ham vui, có một bộ đồ chơi mà từ sáng tới tối. Con mèo với con quạo lúc nào cũng chơi sao người ta, là nó chậm tiêu á. Mà con mèo cũng cà khịa quạo lắm nha. Lúc này con quạo nó ốm yếu hơn mấy con khác, cứ bị đánh bị chọc hoài. Hỏi sao lớn lên nó không quạo. Kìa con đại ca kêu tụi bay vô ngủ kìa, làm em không nghe lời gì hết vậy. Thì cũng chịu vô, mà vô với kiểu như kênh kênh, kiểu gì kêu hoài vậy cha nội. Từ từ người ta vô chứ. Nó ngủ mạnh không chịu nên phải dơ qua dơ lại dụ mấy kia vô. Chứ đại ca sợ ma lắm nha, sợ ở mình á. Mà trước khi ngủ thì phải lên cái khay uống nước. Trời ơi nước cạn mẹ nó, còn đồ ăn không. Còn chị Miu là chú ít chơi đồ chơi sau cùng, thấy mình quay phim nó không xuất hiện đâu. Mình không quay, không đếm xỉa thì nó tới gần nó nghiên cứu cái món đồ chơi. Vô ngáo này nó khoái cảm giác mạnh ngay từ bé rồi, có cái gì mạnh mạnh vui vui là khoái à. Mà cái sở thích đặc biệt của nó là thích cho mẹ nó làm thân với mấy con dì mấy con cậu. Mà con Miu ngược lại ngăn cản. Ê bà làm gì mẹ tôi vậy hả? Nó ngậu, một đứa thích làm quà, đứa thích chia ghẻ. Mà mới có 1 tháng tuổi, vui không thích ngủ chung với mẹ và anh em, chỉ khoái theo con khế dọn nhọn. Tụi nó còn vui bắt quà đầu thai đâu có sai. Trước khi ngủ là phải dành cái thao cát. Mà đại ca nó biết điều lắm. Là sao lớn lên đại ca nó vô duyên, mà hồi nhỏ nó dễ thương nhiều cái. Nó ị gòi đái gòi, nó cố tình nó ngồi lại đó. Nó canh coi con quạo ị mà không chôn nó sẽ chôn giùm con quạo á. Hồi xưa đại ca coi như làm chuyện công ích dữ lắm. Mà sao lớn lên nó kỳ quá. Có thể là do hoàn cảnh, sống với người mẹ không có được ổn cho nên đại ca cũng bất ổn. Đi cũng dạy mấy đứa em đi chứ. Rồi đi ị cũng dạy em đi ị, rồi chôn phân cũng là nó dạy luôn. Canh nó canh coi mà mày không chôn tao chôn cho mày. Nhưng mà nếu mày ngồi lâu quá thì tao đi chơi chút xíu rồi hồi tao quay lại chung cho mày. Nói chứ hồi nhỏ con đại ca là một con mèo lý tưởng, nó y bin như con vui. Hồi đó tôi hay nói với mọi người con đại ca với con vui là cặp bài trùng. Mà kiểu như nó lớn lên nó biết phân biệt, ừ mình phải theo phe của mẹ mình, rồi nó biến chất luôn, không được nhường vui. Lên dàn xếp cái giọng cũng là đại ca dàn xếp đầu tiên. Mình làm cái gì chỉ một lần duy nhất là nó sẽ làm theo, như là thao cát hay là văn giọng. Dễ thương cực kỳ, sau càng lớn nó càng lì. Mà kiểu như nó theo mẹ nó đó, theo mẹ nó kênh với con này con kia, thành cái nó ương bướn mất dạy luôn. Như quạo lúc nhỏ cực kỳ ngây thơ mà hay bị ăn hiếp nhất trong bầy. Mà chính vì bị bắt nạt nhiều quá rồi nó lớn lên nó bắt nạt đủ thứ con hết trơn. Con người hay con mèo cũng vậy, mình bị nạt bị chửi hành hung rồi lớn lên thì cũng cái nết đó, có xử người khác y bin. Nhà nhìn thấy ăn cỏ, trời trời mấy con mèo này bị cái gì mà ăn cỏ vậy trời. Lúc này mấy con mèo con chưa biết ăn cỏ và chưa biết ghiền cỏ nha. Ủa rồi sao mà khách ông ngoại nhìn sang cái bỏ đi, rồi cuối cùng phải ăn ghiền chỗ. Ồ vậy là cái nhà này mẹ mình với cậu khè nắm chùm rồi. Coi kìa, mẹ với cậu ăn riêng cái dĩa. Còn khế ông ngoại với bà dì dòi, ồ vậy là mẹ mình nắm chùm. Mèo để ý mẹ lầm lầm, thế là sau này nó cũng bắt chước mẹ nó ăn hiếp mấy con già. Vui như kiểu mày làm gì không có được, nhà gì hổn đó, mẹ mình đang hổn đó. Tào lao mày, mày nói mẹ mày hổn là mày cũng hổn luôn. Mà phải công nhận trong bốn đứa con của riêng đại ca là thông minh nhất. Nó đang nằm trên võng, thấy mình lấy cái máy quay phim ha, nó phóng xuống nhường cho ba con nằm. Mà mình thấy nó tội nghiệp, mình phải giăng một cái giỏng mới tôn là ảnh phóng lên nằm liền. Rồi không có con nào lên nằm được với đại ca đâu. Nó đã biết nịnh chủ từ lúc còn nhỏ xíu, có thể bị mẹ nó xém ăn thịt. Và nó theo chủ từ nhỏ tới lớn luôn đó.